What's up cho anh em Tùng Chôn đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xuân Vũ Audio Channel. Trên bàn của mình hiện nay đang là 3 sản phẩm tai nghe đến từ thương hiệu Elecom. Và dành cho những bạn nào chưa biết về thương hiệu này thì đây chính là một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản và chuyên sản xuất những cái thiết bị ngoại vi cũng như là phụ kiện cũng như là những thiết bị nghe nhìn. Thực sự là cái hãng này ở bên Nhật khá là nổi tiếng. Ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn 3 cái sản phẩm tai nghe có thể nói là đầu tiên trên kênh Xuân Vũ Audio về cái hãng Elecom. Đầu tiên là sản phẩm tai nghe in-ear có mã là CN800 và em này thì có mức giá là 500.000. Và trong 3 cái sản phẩm ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu thì đây sẽ là sản phẩm có mức giá rẻ nhất. Tiếp theo sản phẩm số 2 thì nó sẽ có mã là CB100ABK và cái sản phẩm này nó sẽ có mức giá đắt hơn 50.000 so với lại sản phẩm vừa lúc nãy, đó chính là 550.000. Và cái sản phẩm đắt nhất ngày hôm nay đó chính là cái sản phẩm có mã là CB200MRD và cái em này thì có mức giá là 700.000, như vậy là đắt hơn khoảng tầm là 150.000 so với lại hai cái sản phẩm còn lại. Và trước khi mà mở hộp 3 cái sản phẩm này thì trong video này mình muốn nói tập trung về cái sản phẩm có mức giá rẻ nhất, đó chính là cái chiếc Elecom CN800. Bởi vì là mình đã nghe thử cả 3 cái sản phẩm này thì thực sự là về chất âm thì cả 3 cái tai nghe này nó sẽ không có một cái sự khác biệt quá là lớn về mặt chất âm. Tuy nhiên do lợi thế về mức giá cũng như là cái kiểu dáng của cái sản phẩm này thì mình thấy thích nó nhất trong 3 cái sản phẩm này. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ mở hộp cái sản phẩm CN800 này cho các bạn xem đã nhá. Nó sẽ hơi đặc dị một chút bởi vì ở trên này nó có hơi nhiều tem nên mình sẽ bóc ở dưới lên trên. Rồi đây, hộp thì được đóng gói có thể coi là gọi là khá là đẹp. Một chiếc tai nghe 500.000 đóng gói như này cũng khá là ok rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có nút tai nghe các bạn nhé. Ở đây là có 3 bộ nút. Và đây chính là chiếc Elecom CN800 của chúng ta. Các bạn có thể thấy là thiết kế tổng thể của em nó khi mà nhìn ở cái góc này này thì cái sản phẩm này nó khá là giống với lại cái sản phẩm Apple Earpods của nhà Apple. Tuy nhiên nó lại có cái phần ống tai này, nó lại được làm giống kiểu dạng là in-ear chứ nó không được làm giống kiểu dạng earbud. Chính vì cái kiểu thiết kế này thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cảm giác đeo là rất là thoải mái. Bởi vì là những cái phần này nó sẽ không bị cấn này, nó không góc cạnh này. Các bạn cũng biết thì cái sản phẩm tai nghe của Apple ấy, do nó được làm dạng earbud, chính vậy là khi mà chúng ta đeo thì cái cách âm của nó không thực sự tốt, cũng như là cái cảm giác mà vừa vặn vào tai ấy thì nó không quá là vừa vặn. Còn đối với lại cái sản phẩm tai nghe kiểu như thế này thì nó sẽ là kiểu lai giữa thiết kế của chiếc Apple AirPods, nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác đeo là thoải mái nhưng nó vẫn sẽ fit với lại tai của chúng ta và nó cho chúng ta một cái sự cách âm là rất là tốt, nên là mình rất là thích cái kiểu dáng như thế này. Đấy, đeo thoải mái mà có một cái sự cách âm nhất định và nó sẽ phù hợp với rất nhiều kích thước của tai. Điều này mình đánh giá rất cao. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cái phần dây của cái sản phẩm này. Thì cả 3 cái sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì cái dây của nó được làm kiểu dạng tròn, nó không phải là dạng chống rối. Tuy nhiên khi mà các bạn soi kỹ vào cái phần dây của chúng ta thì nó sẽ được làm những cái đường sọc dọc. Và mình cảm giác như là cái dây này thì nó sẽ theo thời gian ấy, đây là cảm nhận của mình thôi nhá, mình cảm nhận là cái dây này nó sẽ hơi yếu một chút. Và cái này thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng một thời gian đủ lâu thì chúng ta mới biết được là cái chất liệu dây này nó có bị mủn theo thời gian hay không. Còn cảm giác trên tay của mình là đây sẽ không phải là một cái sợi dây nó quá bền theo thời gian. Tuy nhiên cái điều này cũng không quá quan trọng lắm. Ngoài ra ở bên phía tai bên trái thì chúng ta được tích hợp mic cũng như là một cái phím bấm để điều khiển các bạn nhá. Ở bên dưới sẽ là cái phần chia này. Và khá là đáng tiếc khi ở cái phần chia này chúng ta sẽ không có cái kiểu cái nút để điều chỉnh độ dài của dây. Và cái hoàn thiện của cái giắc cắm này thì mình thấy nó chưa thực sự cao cấp lắm. Và đây là cái dạng giắc cắm chống đứt gãy. Ngoài ra thì cái giắc cắm của chúng ta cũng được mạ vàng. Và nói về cái độ hoàn thiện của cái giắc cắm này thì mình đánh giá không cao. Bởi vì thực ra là đây là cái sản phẩm rẻ nhất trong 3 cái sản phẩm ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều từ cái phần giắc cắm của cái sản phẩm này. Nhìn chung đây là một cái sản phẩm có một cái thiết kế mà mình thấy rất là thích, cảm giác đeo rất là ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ mở hộp sang cái sản phẩm tiếp theo có giá là 550.000, đắt hơn cái sản phẩm vừa rồi là 50.000. Đó chính là cái chiếc CB100ABK. Cái hộp của cái sản phẩm này thì được đóng gói khác so với lại cái sản phẩm vừa rồi và mình thấy là trông nó mềm mại cũng là trông nó đẹp hơn. Rồi các bạn bóc thì các bạn sẽ bóc từ bên phải sang bên trái các bạn nhé. Đấy, khi mà bóc ra thì các bạn sẽ thấy là có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng và bảo quản cũng như là quy định về bảo hành. Đấy, rồi. Rồi, mở ra thì sẽ như thế này. Ở bên trong thì đầu tiên là chúng ta sẽ bao gồm có là một cái tai nghe này. Tiếp theo, chúng ta sẽ có là nút tai. Chúng ta sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng. Và đây là một cái phụ kiện gì đây nhỉ? Nó giống như là một cái để các bạn quấn dây tai nghe ấy. Đó, các bạn quấn vào đây. Đó, rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái tai nghe này.
Và đây chính là cái sản phẩm tai nghe Elecom CB100ABK. Thì khi mà nhìn thấy cái phần housing của cái sản phẩm này thì mình có liên tưởng ngay đến những cái sản phẩm tai nghe đến từ nhà Sony. Tuy nhiên chúng ta có một cái thiết kế nó nhỏ gọn hơn, nó không quá là hầm hố. Và có một cái điểm mà mình thích cái sản phẩm này hơn, đó chính là cái nút tai của chúng ta trông nó khá là pro và trông nó khá là đẹp, thay vì cái dạng kiểu nó chỉ đen xì như thế này. Tuy nhiên cái điều này thì các bạn có thể khắc phục được bằng cách là các bạn đi mua những cái nút tai ngoài. Và khi mà đeo trên tai cái sản phẩm này thì mình thấy cảm giác như là mình chưa ưng ý lắm nếu mà so sánh với lại cái sản phẩm vừa rồi mình giới thiệu với các bạn. Bởi vì là các bạn có thể nhìn thấy là cái phần thanh này này, đấy, mặc dù nó được làm uốn cong khá là mềm mại, tuy nhiên khi mà các bạn đeo vào tai ấy thì đối với lại những cái bạn mà có size tai ở mức vừa thì khi mà các bạn đeo vào thì cảm giác nó sẽ hơi bị cấn nhẹ một chút. Và cái điều này thì thực sự là mình không thích lắm, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm đeo của mình trong một thời gian dài. Tuy nhiên cái sản phẩm này thì nó sẽ lại có một cái điểm cộng về mặt dây. Đây các bạn có thể thấy là cái dây của chúng ta thì nó vẫn giống với lại cái sản phẩm kia. Tuy nhiên nó có một điểm khác là chúng ta nó sẽ có một cái nút điều chỉnh độ dài này. Đấy, các bạn có thể thấy. Ngoài cái phần điều chỉnh độ dài ra thì chúng ta cũng có một cái mức độ hoàn thiện dây là nó tốt hơn. Đặc biệt là ở cái phần giắc cắm này thì mình cảm giác như là cái hoàn thiện nó cao hơn. Nó sẽ không bị quá là sần sùi và nó không bị nhiều chi tiết thừa. Đấy, các bạn có thể thấy. Tuy nhiên, một điểm trừ nữa của cái sản phẩm này đó chính là nếu mà so sánh với cái sản phẩm giá rẻ vừa rồi thì chúng ta sẽ không có mic ở cái sản phẩm này. Như vậy khá là đáng tiếc dành cho cái sản phẩm tai nghe này. Rồi ok, mình sẽ bỏ em nó qua một bên nhá. Và cái sản phẩm cuối cùng và cũng là cái sản phẩm có mức giá đắt nhất đó chính là chiếc CB200MRD. Và em nó sẽ có mức giá là khoảng tầm là 700.000 nhá. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp. Tiếp tục là do cái phần trên này nó khá là nhiều tem nên mình sẽ bóc ở bên dưới để cho nó nhanh. Hộp của cái sản phẩm này thì mình cảm giác như là được đóng gói xịn hơn so với lại hai sản phẩm còn lại. Đấy. Ok. Đây chính là sản phẩm của chúng ta. Như vậy là phụ kiện thì chúng ta sẽ có thêm một cái túi đựng. Đó, các bạn có thể đấy. Như vậy là 700.000 có thêm một cái túi đựng nữa. Và ở bên trong này chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có bộ nút tai cũng được đóng gói rất là đẹp ở đây. Và chúng ta sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng. Đó, bằng hoàn toàn bằng tiếng Nhật nhé. Rồi, đó là tất cả những phụ kiện mà chúng ta có. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bỏ cái chiếc tai nghe này ra để cho các bạn xem. Và đây chính là chiếc tai nghe Elecom CB200MDR. Thì các bạn cũng có thể thấy là cái sản phẩm này có một cái kiểu dáng thiết kế khá là giống với lại chiếc CB100. Tuy nhiên đây sẽ là một cái phiên bản nâng cấp về mặt thiết kế cũng như là về mặt tính năng. Các bạn có thể thấy là cái kích thước của cái sản phẩm này nó sẽ to hơn cũng như là trông nó sẽ kiểu pro hơn so với lại cái sản phẩm CB100 này. Đồng thời là chúng ta sẽ được bổ sung thêm mic này. Đó, các bạn có thể thấy. Và mình cũng muốn nói thêm về cái phần housing của chúng ta. Thì cái phần housing cái phần này nó sẽ được làm bằng kim loại chứ không phải làm bằng nhựa so với lại cái sản phẩm này. Chính vậy là nếu mà xét về mặt chất âm thì cái sản phẩm này khi mà nghe á, thì các bạn sẽ thấy được một cái sự vượt trội hơn một chút về mặt bass cũng như là các cái giải âm khác. Bởi vì cái phần housing bằng kim loại thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến chất âm của chúng ta. Và nói về thiết kế của cái sản phẩm này thì đây cũng sẽ là một cái điểm mà mình không thích lắm về cái trải nghiệm đeo. Khi mà mình đeo trên tai thì mình thấy là nó sẽ hơi cấn đối với mình. Và chính vậy là cái sản phẩm này thì nó sẽ phải dành cho những bạn nào mà có cái đôi tai nó sẽ hơi to một chút thì đeo nó sẽ cảm giác nó sẽ vừa vặn hơn. Còn đối với lại những cái bạn có đôi tai nhỏ hoặc là những bạn mà có đôi tai có kích thước trung bình ấy thì khi mà đeo cái sản phẩm này thì sẽ thấy hơi bị cấn và trong một thời gian dài thì sẽ thấy hơi bị mỏi tai. Ngoài ra thì cái sản phẩm này nó sẽ không có cái phần điều chỉnh độ ngắn dài của dây này. Đấy, phần dây vẫn là giắc cắm chữ L và được mạ vàng. Cái phần hoàn thiện của cái dây này thì nó sẽ rất là tốt. Như vậy là vừa rồi mình đã mở hộp như là giới thiệu cho các bạn ba cái sản phẩm tai nghe đến từ Elecom. Nếu mà nói về thiết kế cũng như là trải nghiệm đeo thì có lẽ là mình sẽ thích cái chiếc Elecom CN800 này nhất, bởi vì nó cho mình một cái trải nghiệm đeo là rất tốt. Cũng như là xét về mặt mức giá thì cái sản phẩm này nó sẽ có mức giá rẻ nhất mà nó còn được tích hợp mic. Chỉ có một cái điều đó chính là cái phần giắc cắm hình chữ L này thì mình thấy là cảm giác nó hoàn thiện nó không cao như hai cái sản phẩm này thôi. Đó là cái điểm trừ duy nhất về mặt thiết kế của sản phẩm này. Còn bây giờ thì mình sẽ nói luôn về mặt chất âm. Thì thực sự là ba cái sản phẩm này thì chất âm của nó sẽ đúng như cái mức giá tiền của nó, đó chính là 500.000 này, 550 và 700. Thì khi mà các bạn đeo thì các bạn chắc chắn là sẽ thấy cái sản phẩm này là tốt nhất. Tuy nhiên để mà nhận ra được sự khác biệt về mặt chất âm của ba sản phẩm này thì các bạn cần phải có một cái thời gian nghe tương đối là lâu thì các bạn mới có thể cảm nhận được. Còn khi mà các bạn đeo cả ba cái sản phẩm này, các bạn nghe lướt qua thì cảm giác như là chất âm của chúng nó thì gần như là xem nhau. Và chính vì cái chất âm gần như là xem nhau, đối với lại những người dùng phổ thông thì mình vẫn khuyên các bạn là nên chọn sang cái chiếc tai nghe CN800 này. Và bây giờ thì mình sẽ nói
chất âm về cái sản phẩm CN800 này. Về độ chi tiết thì cái chiếc tai nghe Elecom CN800 nó sẽ dừng lại ở mức khá, không quá chi tiết. Tuy nhiên khi mà các bạn đeo vào thì các bạn vẫn nghe rõ được những cái giải âm cũng như là các cái âm của nó sẽ không bị quá lớn. Về cái giải bass thì đây là một cái sản phẩm đánh bass khá là căng và tròn. Khi mà mình thử nghiệm với lại bài boom của Tiso thì cái sản phẩm này nghe tương đối là ổn. Tuy nhiên đối với lại những bạn mà thích nghe quá nhiều bass cũng như là những bạn nào mà thích nghe những cái thể loại nhạc EDM sôi động thì đây sẽ không phải là một cái sản phẩm tai nghe dành cho các bạn, bởi vì cái giải bass của cái sản phẩm này thì nó sẽ chỉ chơi ở mức là tốt thôi. Còn nếu mà các bạn muốn nhiều bass hơn nữa thì sản phẩm này nó sẽ không đáp ứng được cho các bạn. Tiếp theo thì đó chính là giải mid, và đây là một cái giải âm mà mình rất thích ở cái sản phẩm này. Giải mid của cái sản phẩm này thì mình thấy là nó sẽ không quá là sáng. Khi mà mình thử nghiệm với lại bài Duyên Mình Lỡ thì mình thấy cái chất âm của cái sản phẩm này nó rất là phù hợp với lại cái bài đó, và nghe nó rất là nhẹ nhàng và trữ tình, kiểu nó không bị quá sáng. Khi mà nghe với lại một cái bài nhạc mà nó gợi lên một cái điều gì đó buồn buồn ấy thì cái sản phẩm này nó rất là phù hợp luôn. Và mid của cái sản phẩm này, cái độ chi tiết của nó cũng dừng lại ở mức ổn. Và cái giải treble của cái sản phẩm này thì nó cũng tương tự, nó sẽ dừng lại ở mức là khá, và cái độ chi tiết của nó cũng dừng lại ở mức ổn, chép chơi cũng tương đối là ok. Và có thể đưa ra một lời kết dành cho chất âm của cái sản phẩm này, đó chính là đây là một cái tai nghe dành cho những bạn nào mà thích nghe tạp, nghe đầy đủ các thể loại, không quá thiên về bass cũng như là giải chép. Và cái giải âm mà nó thể hiện tốt nhất đó chính là giải mid, bởi vì nó sẽ có một cái chất rất là riêng để nghe những cái bài ballad cực kỳ nhẹ nhàng và trữ tình. Và trên đây là cái video mở hộp về ba cái sản phẩm đến từ thương hiệu Elecom, và trong đó có một cái sản phẩm mà mình thấy nó xứng đáng với giá tiền, và đó chính là chiếc Elecom CN800. Và nếu như các bạn mà muốn trải nghiệm chất âm của cả ba cái sản phẩm này để xem những cái điều mà mình vừa chia sẻ có đúng hay không thì các bạn đừng quên ghé qua những cửa hàng Xuân Vũ Audio gần nhất để có thể trải nghiệm nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng mình cũng như ủng hộ Xuân Vũ Audio Channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.